Thằng bên này tên là Lý Đạo Hoàng, sau khi nghe ông hàng xóm đồn tu tiên có thể ngự kiếm phi hành, trừ ma diệt ác, hắn liền quyết tâm khăn gói lên đường tham gia thí luyện gia nhập Đan Hà Tông, một giáo phái tu tiên rất lớn, có lịch sử hàng mấy trăm năm lẫy lừng danh tiếng. Trên đường đi, Lý Đạo Hoàng gặp hàng xóm nên nhận lời mời cùng đi với hắn ta, lại gặp thêm một cô nương khác, cả bọn nhầm lẫn nàng ta cũng là đệ tử sắp tham gia kỳ thi. Ba người cùng nhau thảo luận hăng say về cách gian lận để vượt qua bài kiểm tra, nhưng Lý Đạo Hoàng lại không ngờ rằng vị cô nương xinh đẹp, thông minh, hoạt bát này là người giám sát cho họ. May mắn cái đề thi do anh hàng xóm nhà giàu mua được là hàng cũ cách đây 20 năm trước nên chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, không vì thế mà Lý Đạo Hoàng và đám bằng hữu của hắn đi đường chính đạo, suy nghĩ của bọn họ không hề bình thường, luôn chọn cách tà đạo hại não để mà làm. Tuy danh ma nhưng Lý Đạo Hoàng cũng là một thiên tài chân chính, chứ không phải chỉ dựa vào việc khôn lỏi mà đứng vững được ở Đan Đạo Tông. Chẳng bao lâu, thực lực hắn nhanh chóng tăng lên, áp chế được cả sư phụ của mình.